Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và các em đừng quên truy cập vào trong web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 3 Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn toán lớp 3 tập 2 bài 149 chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số thì đầu tiên mà em làm bài tập số 1 tính phép tính thứ nhất là 24.684 chia cho 4 bằng bao nhiêu các em nhớ bao giờ cũng chia từ bên trái sang bên phải từ bên trái sang bên phải 2 không chia được cho 4 các em lấy 24 chia cho 4 Các em nhẩm xem 24 chia cho 4 được mấy lần Các em nhẩm bảng nhân 4 4 x 1 bằng 4 4 x 2 bằng 8 4 x 3 bằng 12 4 x 4 bằng 16 4 x 5 bằng 20 4 x 6 bằng 24 Như vậy 24 chia 4 được 6 lần Các em viết 6 sau đó các em lấy 6 x 4 bằng 24 Và lấy 24 trừ đi 24 bằng 0 Tiếp tục các em hạ 6 xuống để chia Bây giờ các em lấy 6 chia cho 4 6 chia cho 4 được mấy lần Các em nhẩm bảng nhân 4 4 x 1 bằng 4 4 x 2 bằng 8 Ở đây chỉ có 6 Như vậy 6 chia 4 Chỉ được khoảng 1 lần Các em viết 1 sau đó lấy 1 nhân 4 bằng 4 và lấy 6 trừ 4 bằng 2. Tiếp theo, các em hạ 8 xuống cạnh 2 được 28. Lấy 28 chia cho 4 thì được khoảng bao nhiêu lần? 4 nhân 7 bằng 28, như vậy 28 chia 4 được 7 lần. Các em viết 7. Sau đó các em lấy 7 nhân 4 bằng 28 và lấy 28 trừ 28 bằng 0. Tiếp tục các em hạ 4 xuống để chia Các em lấy 4 chia 4 được 1 Sau đó các em lấy 1 Nhân 4 bằng 4 Và lấy 4 trừ 4 bằng 0 Như vậy 24.684 Chia cho 4 bằng 6.171 Rồi bây giờ mời các em sang phép tính thứ hai Là 18.426 Chia cho 3 Bằng bao nhiêu Các em chia từ trái sang phải 1 không chia được cho 3. Lấy 18 chia 3. 3 nhân với 6 bằng 18. Như vậy 18 chia 3 được 6. 6 nhân 3 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 4 xuống. 4 chia 3. 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. Mà ở đây chỉ có 4. Như vậy 4 chia 3 được 1 lần. 1 x 3 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 2 xuống cạnh 1 được 12. Lấy 12, chia 3 được 4. 4 x 3 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Cuối cùng em hạ 6 xuống. 6 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy 18.426 chia 3 bằng 6.142. Sang phép tính tiếp theo là 25.632 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Từ trái sang phải, em lấy 2, chia 2 được 1. 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Hạ 5 xuống, lấy 5 chia 2, kem nhẩm. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 6 lớn hơn 5. Như vậy, các em không thể lấy 3, mà các em hạ 3 xuống một đơn vị các em lấy 2. Tức là 5 chia cho 2 thì chỉ được khoảng 2 lần. 2 x 2 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1, hạ 6 cạnh 1 được 16. 16 chia 2 bằng bao nhiêu? 2 x 8 bằng 16, như vậy 16 chia 2 bằng 8. 8 x 2 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0. Hạ 3 xuống để chia. 3 chia 2, được 1 lần. 1 x 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1. Rồi bây giờ, các em hạ 2 xuống cạnh 1, được 12. Lấy 12 chia cho 2 được bao nhiêu? 2 x 6 bằng 12. 12. Như vậy 12 chia 2 được 6. 6 x 2 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Như vậy 25.632 chia cho 2 bằng 12.816. Tiếp theo mà các em sang bài tập số 2 tính giá trị của biểu thức A nhỏ 45.823 trừ đi 35.256 chia 4 bằng bao nhiêu? biểu thức không có dấu ngoặc có phép trừ phép chia như vậy các em sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép chia trước sau đó thực hiện phép trừ sau các em nhớ là khi không có dấu ngoặc thì các phép tính được ưu tiên là nhân chia trước cộng trừ sau tức là đầu tiên các em lấy 35.256 chia cho 4 trước các em lấy giấy nháp ra các em thực hiện phép chia 35.256 chia cho 4 từ trái sang phải 3 không chia được cho 4 lấy 35 chia cho 4 các em nhẩm 4 x 8 bằng 32 4 x 9 bằng 36 như vậy ở đây chỉ có 35 do đó 35 chia 4 chỉ được 8 lần thôi sau đó các em lấy 8 x 4 bằng 32 35 trừ đi 32 bằng mấy 35 trừ 32 bằng bằng 3 Hạ 2 xuống cạnh 3 được 32, 32 chia 4 được 8, 8 x 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 5 xuống để chia, 5 chia cho 4 thì được mấy? 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, ở đây chỉ có 5, như vậy 5 chia 4 chỉ được 1 lần. 1 x 4 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1, hạ 6 cạnh 1 được 16. Lấy 16 chia cho 4 thì được 4 lần. 4 x 4 bằng 16 và lấy 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy là 35.256 mà chia cho 4 thì bằng 8.814. Đến đây các em lấy 45.823 trừ đi 8.814. Các em tiếp tục đặt tính và thực hiện phép tính ra đây nháp. 45.823 Trừ đi 8.814 bằng bao nhiêu? 3 không trừ được 4. Lấy 13 trừ 4 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 2 trừ 2 bằng 0. 8 trừ 8 bằng 0. 5 không trừ được 8. Lấy 15 trừ 8 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. Như vậy kết quả cuối cùng của biểu thức là bằng bao nhiêu? 37.009. Rồi tiếp theo mà em sang câu B. Mở ngoặc 42.017 cộng với 39.274 đóng ngoặc chia cho 3. Thì biểu thức này có dấu ngoặc như vậy các em sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó mới thực hiện phép chia sau. Các em lấy dây nháp ra đặt tính và thực hiện phép tính. 42.017

Sau đó các em mới chia cho 3. Các em tiếp tục đặt tính và thực hiện phép tính ra dưới nhé. 81.291 chia cho 3. 8 chia 3 được mấy lần? 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. Ở đây chỉ có 8. Như vậy 8 chia 3 chỉ được 2 lần thôi. 2 x 3 bằng 6. 8 x 6 bằng 2. Hạ 1 cạnh 2 được 21.

biểu thức không có dấu ngoặc chỉ có phép cộng và phép chia như vậy đầu tiên các em phải thực hiện phép chia trước 35.256 chia cho 4 các em đã thực hiện phép chia này ở câu E 35.256 chia 4 bằng 8.814 và bây giờ các em sẽ thực hiện phép tính là 45.138 cộng với 8.814 45.138 Cộng 18.814 bằng bao nhiêu? 8 cộng 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1 3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 là 5 1 cộng 8 bằng 9 5 cộng 8 bằng 13 viết 3 nhớ 1 4 thêm 1 là 5 Như vậy kết quả cuối cùng của phép tính bằng 53.952 Rồi tiếp theo mời các em sang câu D Tiếp theo mà các em sang câu D. Mở ngoặc 42.319 trừ đi 24.192 đóng ngoặc nhân với 3. Thì biểu thức này có dấu ngoặc, như vậy các em sẽ thực hiện phép trừ ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó các em mới thực hiện phép nhân ở bên ngoài dấu ngoặc sau. Các em lấy giấy nháp ra đặt tính và thực hiện phép tính 42.319 trừ đi 24.192 bằng bao nhiêu.

Sau đó các em lấy 18.127 nhân với 3 Các em tiếp tục đặt tính và thực hiện phép tính 18.127 nhân với 3 sẽ bằng bao nhiêu 3 x 7 bằng 21 viết 1 nhớ 2 3 x 2 bằng 6 thêm 2 là 8 3 x 1 bằng 3 3 x 8 bằng 24 viết 4 nhớ 2 3 x 1 bằng 3 thêm 2 là 5 Như vậy kết quả của phép tính bằng 54.381 Tiếp theo mà các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một nhà máy dự định sản xuất 15.420 cây cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1 3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn sản xuất bao nhiêu cây cốc nữa. Thì đầu tiên các em sẽ tóm tắt nội dung của bài toán này. Nhà máy dự định sản xuất là 15.420 cây cốc đã sản xuất được 1 phần 3 số lượng đó, tức là 15.420 cái gốc này, chia đều thành 3 phần bằng nhau, thì nhà máy đã sản xuất được một phần. 3 phần bằng nhau thì sản xuất được một phần. Như vậy, nhà máy còn phải sản xuất thêm bao nhiêu cái gốc nữa. Thì theo sơ đồ, để tính được nhà máy còn phải sản xuất thêm bao nhiêu cái gốc nữa, thì các em đầu tiên các em phải tính được là đã sản xuất được bao nhiêu cây cốc sau đó các em lấy số cây cốc dự định sản xuất trừ đi số cái cốc đã sản xuất thì các em sẽ tìm được là còn phải sản xuất thêm bao nhiêu cái cốc nữa đầu tiên các em tính xem là nhà máy đã sản xuất được bao nhiêu cây cốc đã sản xuất được 1 phần 3 số lượng đó tức là 1 phần 3 của 15.420 cây cốc là bao nhiêu Dự định sản xuất là 15.420 cây cốc Đã sản xuất được 1 phần 3 Như vậy đã sản xuất được là 15.420 chia cho 3 Để tìm 1 phần 3 của 15.420 thì các em lấy 15.420 chia 3 Rồi cụ thể chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán là như sau Số cây cốc đã sản xuất được là 15.420 chia 3 bằng bao nhiêu Các em lấy dây nháp ra đặt tính và thực hiện phép tính

0 x 3 bằng 0 và 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy là 15.420 chia 3 bằng 5.140. Số cái cốc đã sản xuất được là 5.140 cái. Rồi, như vậy là số cái cốc còn phải sản xuất là. Dự định sản xuất là 15.420 cái. Đã sản xuất được 5.140 cái. Như vậy, số cái cốc còn phải sản xuất là 15.420. Trừ đi 5.140 Bằng bao nhiêu? 0 trừ 0 bằng 0 2 không trừ được 4 Lấy 12 trừ 4 bằng 8 Viết 8 như 1 1 thêm 1 là 2 4 trừ 2 bằng 2 5 trừ 5 bằng 0 1 hạ xuống Như vậy là số cái cốc còn phải sản xuất là 10.280 cái Và chúng ta có đáp số là 10.280 cái cốc rồi bây giờ mời các em sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 4, cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau. Hãy xếp thành hình dưới đây. Các em quan sát hình dưới đây, nó giống như cái hình chữ thập. Hình dấu cộng. Rồi các em quan sát cách xếp như sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 Như vậy là các em đã xếp được cái hình dấu cộng này từ 8 hình tam giác mỗi hình như hình đã cho. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Có nhiều cách xếp. Các em có thể xoay các tam giác này theo các góc độ khác nhau. Các em tham khảo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là một cách. Cách tiếp theo là 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8. Đây cũng là một cách. Các em nhận thấy là mỗi cách này thì các hình tam giác được xoay theo các góc độ khác nhau. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 3. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.